Bọc chứ. Bắn vào đầu này, chạy đâu, chạy đó, mình chơi từ xa. Một chú đã. Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn quay trở lại với Siêu Nhân Gameplay. Và cùng quay trở lại với Minecraft. Ok, hôm nay mình sẽ đi mine thôi. Không, mình đã hôm qua thì mình đã mày mò và đã tạo được một cơ số cục vàng và mấy cục kim cương. Mình đã chế tạo được một bộ giáp vàng và cái mũ kim cương cùng với một cái rìu và một cây kiếm bằng kim cương. Rồi có thể tiêu diệt được Zumba rồi. Giờ thì mình cùng đi tiêu diệt xem được bao nhiêu con Zumba nhỉ? Ok, giờ mình bắt đầu đi tiêu diệt zombie. Hôm nay mình sẽ quyết tâm tiêu diệt 100 con. Chào các bạn, đây là con đầu tiên. Đây là một cái thây mạng. Cắn đau ạ. Chờ, đỡ đỡ đỡ. Ok, một con. Chờ tiêu diệt hết bọn zombie gần nhà mình đó. Đáng sợ, bọn tối của nó kêu cả tối không ngủ được. Ôi trời, sắp sáng mất rồi, bọn zombie đâu nhỉ? Hôm qua chúng mày lùa tao cả hai con. Cháy cháy cháy, một con cháy, một con cháy. Nó cầm kiếm đây, cầm kiếm. Nó cháy mất rồi. Oh my god, cháy rồi. Cháy, bọn nó ra ánh sáng là bọn nó bị cháy. Là đây, con ở đây, là đây. Trời, láo rồi. Yeah, mình tiêu diệt được 3 con rồi. Wow, quá nhỏ và trời đã sáng mất. Bây giờ mình về phải đợi trời tối đấy. Phải đợi trời tối mới có zombie. Đây là con này nó bắn cung. Okay. Chạy à, chạy đâu, chạy đi đâu. 4 con. Ok, rồi sẽ xuống hang hang ổ của bọn. Đây là đây dưới, ngay dưới gầm nhà mình là cái hang ổ của bọn zombie nhỉ. Mình sẽ xuống đây và mình sẽ cho chúng nó biết tay. Ok rồi, được. Mình sẽ xuống tận hang ổ mình tiêu diệt. Ôi, điều này sao đó. Wow, nó bắn mình. Từ từ, trên đấy, ăn. Năm, ăn đầy. Đang đầy máu mà. Từ từ chết. Láo nhỉ. Yes. Đây. Chết cụ vào đây. Chết cụ vào đây. Đây là một bộ xương. Ok, có thứ mấy đây nhỉ? Mình đã tiêu diệt được 5 con rồi. Rồi mình đào chút chút đá đó. Chút đá mình xây đường vào. Ok, mình leo cây đường này đấy đó. Đường này nguy hiểm quá, chạy vội là mình hay rơi luôn xuống. Đường quá nguy hiểm quá. Mình tầm này mình sẽ quyết quyết tâm tiêu diệt 100 con zombie. Ok, giờ 5 con rồi nhá. Cả mũ bằng, mình có cả mũ bằng sắt mà mình không dùng, giờ có mũ vàng rồi, dùng mũ vàng mình giàu vãi lều. Đây là hang ổ của bọn nó, đây nó xuất hiện trong tối thôi nhờ, mình không có đuốc rồi. Mình xây một cái, mình đã có đuốc đây, chế tạo mấy cây đuốc đó. Để mình chế tạo mấy cây đuốc đó. Bây giờ mình đã có đuốc, cắm đuốc cho sáng nào. Còn đây là hang ổ của bọn Zumba nha các bạn, bọn nó ở trong hang đây, một cái hang. Bây giờ có rất là nhiều Zumba. Là mình sẽ tiêu diệt cho bằng đủ 100 con thôi, bù cho tầm hôm qua bọn nó lùa mình. Đây đây, một con đã xuất hiện. Đây, ra đây cổng mạng đi. Ra đây nó mà nó cắn mình. Đây là một xác sống. Sẽ lấy rìu. Lấy rìu tao bổ mày. Tao sẽ cầm rìu bổ mày. Sáu con ngon lành cánh đào. Wow, mình sợ quá. Mình vẫn đang bị ám ảnh từ vụ hôm qua, từ tập trước.
Mình sẽ quyết định là làm một series nha. Một series gồm rất là nhiều tập về nói về con đường để mình trở thành dũng sĩ diệt zombie. Tập trước là tập mình bị lạc trong rừng, rồi quên đi. Giờ đến tập này là mình sẽ đi trả thù. Trả thù bọn zombie hôm qua đã lừa mình. Các bạn nào mà chơi Minecraft thì chơi chung với mình cho vui nha. Comment comment nick Facebook rồi mình inbox luôn. Rồi mình chơi online với nhau. Các bạn nhớ tải Himachi về trước để có thể chơi với nhau nhé. Mình chơi bản ở 1.12.1. Và một điều quan trọng nữa là xem cái clip video của mình thì nhớ like, chia sẻ và đặc biệt là hãy đăng ký kênh Siêu Nhân Gameplay để ủng hộ mình nhá. Mình tiếp tục đi săn zombie rồi. Có anh hùng ở đây. Trời rất là tối. Đây đây đây, giật cả mình 2 con 3 con. Ôi nhiều quá. Chạy chạy ra đây. Ra đây. Mình phải dụ bọn nó ra đây. Bọn nó bắn nhau rồi, bọn nó đánh nhau rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Zombie cố lên. Zombie cố lên. Bọn nó đánh nhau rồi. Bọn này giết ai hai đứa sát sống. Hai đứa sáng sống đã tiêu diệt mất bộ xương. Nó cắn chúng mình. My god. Mình phải lấy dìu may hơn chọn. Ok, đã tiêu diệt được 7 con. 7 8 con rồi. Hàng thì đây là cùn mất rồi. Có cả sắt này. Rất là nhiều sắt. Ok, mình đã tiêu diệt được 8 con. Quá là gay gắt. Mình giờ mình sẽ đi tìm một cái hang nữa. Hang này coi như là mình đã tiêu diệt hết bọn zombie ở trong cái hang này quá rồi. Tranh thủ đào tí sắt. Đây là cái hang mình mới vừa tiêu diệt một đống zombie này. Đây đây có một con gì vậy. Bán em bộ xương à. Đằng sau mình chết chết cua chết cua chết cua. Yeah, một con. Ok. Oh my god, chạy rồi, không đủ rồi, không đủ máu rồi. Oh my god. Thì đừng rút ra, thì đừng rút ra, thì rút 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 rút. Oh my god, cái gì đây trời ơi. Đồng mặt, sao anh còn đen vậy? Sao mình đen vậy? Tôi mới được máu chạy. Trời đã tối luôn. Thật là vãi tèo. Trời tối rồi. Mình phải đi hồi máu đó. Các bạn muốn hồi máu thì phải ăn no. Mình không biết còn gì ăn đâu, nhà mình không biết còn gì ăn đâu. Còn thịt đây, mình nướng thịt đây. Đây. Máy quá. Mình sẽ nướng thịt mình ăn no cho nó đầy máu nha. Ôi chỉ thối, thì thối các bạn đừng ăn nhá. Mình khoai tây này. Mình sẽ nướng khoai tây lên. Mình sẽ có một món bánh khoai tây trên giường. Đây trên giường của mình. Mình thích màu hường mà mình chưa kiếm được màu hường. Wow, trời đã tối. Đây là hoàng hôn đỏ, hoàng hôn máu. Rồi, giờ mình sẽ đi tiêu diệt. Tiêu diệt 100 con zombie. Mình đã được 10 con rồi nha. Rồi, tiêu diệt 100 con. Wow, trong rừng buổi tối rất là nhiều zombie, không cần phải xuống hang đâu. Buổi tối nó ra đầy. Buổi tối có zombie đây là mình không còn ngủ được. Đá lửa nó thế này các bạn này, đấy gọi là đá lửa nha. Lửa. Ok nha. Dụng cụ đánh lửa các bạn cần có một phôi sắt thế này và một viên đá lửa thế này. Các bạn đặt vào. Các bạn có dụng cụ đánh lửa nha. Và có hắc thiên thạch thì các bạn sẽ tạo được cổng địa ngục, ok. Rồi thì mình cất đồ đi để mình đi giết zombie, không lỡ may chết thì vỡ mồm. Cái sắt đây là sắt mình đào được, mình nung luôn. Bây giờ mình sẽ mú sắt để cất kiếm sắt. Mình có khoai tây. Mình có khoai tây bỏ lò. Ok, rồi mình sẽ nung sắt đã. Ok rồi lấy thịt ăn đó. Hồi máu đấy. Ok
Ok rồi, máu mình đang hồi rất nhanh. Các bạn ăn no là máu sẽ hồi. Đấy, máu đang tự động hồi đây. Mình đang no, mình không thể ăn được. À rồi, ăn rồi. Ok, mình đã đầy máu. Giờ mình sẽ đi tiêu diệt zombie rồi. Mình sẽ cầm rìu. Wow, đây là một con này. Con này nó... Đấy, ow. Nó kiểu như là bọn khủng bố IS vậy. Nó lao vào mình, nó nổ. Ô bom cảm tử. Đây, mình cho nó đứng ra gầy mình, nó đã nổ. Oh, yeah. Oh, đây, yeah. Hôm qua chúng mày lùa tao thế nào? Hôm nay tao sẽ lùa lại chúng mày như vậy. Ok, đây là một bộ xương, mình đã thấy một bộ xương, mình tiêu diệt nó. Để trừ họa. Mỗi bụng. Ở trong game này thì có một bộ tộc nha, gọi là dân làng đấy. Họ sống ở chỗ nào rất là tách biệt, mình chưa tìm được. Mình phải tiêu diệt zombie để trừ họa cho cái bộ tộc ấy đã. Thì trừ họa cho mình trước. Wow, bộ xương rồi. Mình tránh xa bộ xương để mình giết con xác sống ở trước. À, chiến 2-1v2 luôn. Đấy, yeah. Okay, một phát, hai nhát, ba nhát, ao, bốn nhát, yeah, ok. Nó cắn khá là nhanh. Đây là bộ xương, mình tiêu diệt nó luôn. Một phát, hai phát, bắn đi, ba phát, ô, chết rồi. Bốn phát, yeah. Như vậy là mình đã tiêu diệt được 15 con zombie, đây là con 16, con thứ 16, yeah, cắn đi. Hôm qua mày lùa tay nào. 17 con. 17 chú. À, mình thấy một con nhện. Con nhện này nó thành zombie, nó cũng biến thành zombie luôn rồi. Ờ, mày lại đây. Láo. Ha ha ha. Ok, mình đã có tơ nhện. À, lấy tơ nhện thì có thể làm được cung các bạn. Mình sẽ lên cao và mình đứng xem xuất hiện zombie ở đâu. Xung... Ừ, khá nhiều. À, một con zombie bên này. Phải zombie không nhỉ? Không phải. Xung quanh nhà mình coi như là mình đã tiêu diệt gần hết rồi. Ở đây là hạt, đây là hạt kinh nghiệm này. Sẽ đi sâu vào rừng. Ô, nhiều kêu. Kêu là kêu nhà mình đấy. Mình thả đấy. À, đây đây. Hello. Hi. Hi bộ xương. Xin chào bộ xương. Bộ xương hôm qua lùa tao à? Thấy tao hiền là lùa. Đấy, ok. Xem như gameplay đã tiêu diệt được rất là nhiều zombie rồi. Mình săn rồi là thầy. Hôm qua bọn chúng lùa mình, hôm nay mình đã đi săn bọn chúng để trả thù. Vì anh rất là nhiều xác sống. Đây là xác sống nhở. Giờ mình tiêu diệt xác sống. Yeah. Lại đây em. À, một con bên dưới. Qua đây nào các em. Yeah. Chà. Mình sẽ không để bọn nó cắn đâu. Yeah. Chà. Yeah. Chết. Wow, rất là nhiều zombie đã bị mình tiêu diệt rồi. Trừ hại được một cơ số. Săn tiếp. Mình sẽ săn xung quanh nhà mình trước đã. Không. Tối bọn nó kêu. Ui, tiếng bọn nó rất là đáng sợ luôn. Các bạn nào chơi thì các bạn biết, buổi tối mà đi ra vào rừng hoặc đi vào chỗ, cứ ra ngoài khỏi nhà, tiếng bọn nó kêu rất là đáng sợ luôn. Nhưng mình là dũng sĩ, mình sẽ không sợ. Mình sẽ đi săn bọn nó, trừ hại cho dân làng. Ok. Mình là dũng sĩ diệt zombie, siêu nhân gameplay. Không biết trong này có chế tạo được súng cối gì không nhỉ? Sao mình phải thử chế tạo súng nhá. Bạn nào biết cách chế tạo súng thì comment phía dưới cho mình biết thôi nha. Mình sẽ chế tạo súng. À, mình đói mình ăn phát đã. Xin phép các bạn mình ăn thịt nướng nha. Thịt lợn nướng. Ok, bây giờ đầy máu. Chỗ này không có zombie đâu. Mình đã mới tiêu diệt hết rồi. Mình sang bên này xem. Đây. Một chú ngon lành. Đây. Chú ơi, chú. À, đây. Yes sir. Ok, giờ lấy cung á, mình lấy cung á.
Oh my god nhiều đấy. Oh my god, chạy ra rất là nhiều. Mình từ từ mình lấy cung mình tiêu diệt. Yeah, pop chứ. Yeah. Bắn vào đầu rồi. Chạy đâu. Mình chơi từ xa. Chà, một chú đã tử vong. Ôi, mình bác rồi. Có một bội. Oh my god, vì sao vậy? Đi đâu vậy? Mày láo hả mày? Mình hết đạn. Ok, giờ mình cho nó nổ luôn. Oh shit. Rất là nhiều zombie đã tử vong. Rất nhiều zombie đã bị mình tiêu diệt rồi. Rồi mình tìm tiếp. Mình nghe tiếng nó ở đâu mà. À đây. Đây cung bắn nó. À hết đạn các bạn ơi. Chết một chú. Oh, có một phát rồi. Bắn hit luôn. Yeah, nhện à em. Ha. Ok, chạy. Oh, boom. Nó mình sợ nhất là cái con đấy, con nổ đấy, mình không biết nó tên là gì đâu mà nó cứ chạy là mình, nó nổ, nó kiểu theo, nó theo chủ nghĩa khủng bố. Mình rất là sợ luôn. Cảm tử cái bọn IS vậy. Có một bạn nhỏ gọi nó là con đánh bom liều chết. Ok, thì mình sẽ tìm một cái hang á. Ồ, có gần nhà mình có một cái hang mà. Mình xuống cái hang chỗ nhà mình xem có dùm bài. Nhà mình thì ở rất xa cũng có thể phát hiện ra. Mình xây rất là cao luôn. Mình xây đến tầng 100. Tầng 100 của mình là một cái sân thượng đấy. Mình xây bằng đá đỏ Quỳ Châu. Đá đỏ mình đào ở Quỳ Châu Nghệ An nhá. Cái này á. Không, cái này sâu lắm, để tập sau xuống đấy. Cái này tập sau mình sẽ xuống nhá. Tập này mình sẽ đói gọi mình đi ăn hoặc đặt ô đi. Nhầm. Ok, mình đã ăn thịt. Mình qua cái hang này, chắc chắn tối nó sẽ sản sinh ra rất nhiều zombie rồi. Ủa. Ủa. Đây. Trong này à. Hết rồi, không có zombie gì. Quá nhiều sắt. Mình sẽ đào sau. Rồi mình sẽ tập trung đi làm. Đi tiêu diệt zombie các bạn ơi. Đâu hết rồi, hết hang rồi, không có zombie rồi. Ok, nhà của mình nhá. Nhà của mình thì làm hoàn toàn bằng gỗ. Gỗ sồi nhá. Đây là toàn bộ tầng trong căn nhà của mình. Bề bên trên này chỉ là ban công và sân thượng thôi. Đây là, nhà mình thì có 4 ngọn đuốc, 1 2 3 4. Đây. 4 đuốc và 4 góc. Ok. Đây là cửa chính nhà mình nhá. Còn đây là cửa thoát hiểm. Mình lập ấy. Mình bí có thể mình thoát hiểm. Đây là các cửa sổ đấy, mình có thể ngắm nhìn, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh các kiểu. Nhà mình thì hướng đông nam nha, hướng gió mát lắm. Bây giờ mình sẽ lên tầng thượng. Rồi đây là tầng thượng mà lên, đây là nóc nhà mình. Rồi trên này không có gì cả, đây là hàng rào mình làm bằng sắt. Và đây sẽ là tầng thượng của mình. Tầng thượng của mình thì ở mình xây ở độ cao là một cách một, gọi là mình xây ở tầng 100 đi, trong này gọi là cách không biết là cách mặt đất biển bao nhiêu mét, nhưng mình xây đúng tầng 100 luôn. Đây các bạn xem tầng thì nhấn F3 nha. Đấy, số tầng là ở cái dòng XYZ, cái dòng XYZ đấy. Có cái dòng thứ hai là tầng, là biết mình đang ở tầng bao nhiêu nhỉ. Ok, rồi mình sẽ đây leo cái này, ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Đây, hoàng hôn đỏ và trời đã tối. Mình tiếp tục công việc săn zombie của mình, săn đủ 100 con zombie thôi. Mình đã săn được 30 con rồi. Các bạn nào mà không nhớ bảo mình đếm nhầm thì có thể đếm từ đầu video. Hoàng hôn rất đẹp, màn đêm buông xuống trăng khuyết đấy. Rồi mình sẽ bắt đầu tiêu diệt. Đây, mình toàn bộ cái này mình làm bằng khối đá đỏ nha. Không biết đá đỏ gọi là gì nhỉ?
Mình xem nào. Đây mình lấy cái redstone này, đúng đã đỏ redstone là đã đỏ đéo. Đã đỏ quỳ châu ấy, mình lấy về mình tạo thành khối. Và mình xây được cái tầng thượng này. Đây mình lên đây mình ngắm cảnh. Cảnh toàn bộ Minecraft bên đây, mình chưa dám đi xa, mình sợ quên nhà. Tập tiếp theo mình sẽ đi thám hiểm cái núi tuyết này. Còn mấy cái xanh xanh này là ngọc nha. Ngọc lưu ly à? Không nhớ đâu. Rồi mình sẽ đi bắt đầu diện số 3 rồi, trời tối rồi và nó lại bắt đầu hoành hành rồi. Let's go, xuống nào em. Yeah. Rất là phê, cảm giác xuống thang máy rất là phê. Thang máy đấy, thang máy nhà mình đấy. Không có kính. Oh my god, con Slenderman. Ấy sợ quá, con đấy mình không gì là nó đâu. Mình mà nhìn nó là nó sẽ hút mình luôn, nó sẽ hút hồn mình và mình sẽ chết. Mình không chơi được nó đâu, mình đang cấp độ thấp, mình sẽ đi tiêu diệt xác sống đã. Mình cấy rìu và mình bổ bùm, bọn nó sống này phải có rìu, bổ vào đầu của nó sẽ chết. Các bạn mà chặt cụt tay cụt chân nó bọn nó thì bọn nó vẫn không chết đâu. Bọn nó phải chặt nát đầu đấy, chặt nát đầu nó mới chết. Yeah. What the hell cái gì đấy? Yeah. Còn à đây mình nấp sau cây à? Nấp sau cây mà tao không thấy à? Nấp sau cây à? Boom. Oh my god. Nổ vãi cả lầu, đổ rồi cái hang luôn. Vãi, đây chắc là toàn là nó ôm bom nó đi tự sát rồi. Giờ tìm tiếp thôi, còn việc tìm dùm bài tiếp ơi, dùm bài ơi. Các anh dùm bài ra đây chơi với em đi. Hôm qua các anh lùa em thế nào rồi các anh ra chơi với em. Em buồn quá. Không phải Spider-Man, con đấy là con Slenderman. Con gì ấy. Nói chung là nó có thật đấy, ngoài đời nó có trong truyền thuyết đấy. Nó rất là đáng sợ luôn. Nó ở trong rừng và thỉnh thoảng cũng ra thành thị nữa. Ở đây đây đây, trên bè chạy rồi. Nó đi rất là nhanh. Có được nhìn đó, mình đi qua. Nhưng mà anh vào nhà nó có anh. Nó vào được cả nhà mình đấy. Nếu mà nhà mình không kín, nhà tôi thì phải vào, phải đóng cửa lại. Còn đứng ở ngoài đây nó vẫn vào này. Ôi đi vậy. Nó nổ. Tránh nhà mình đi. Vậy đi xa đấy, không là nó nổ. Nổ mất nhà mình. Ôi hai con liền thì con đó nữa. Mình đã thấy con xác sống rồi. Nó lượn vượn quanh nhà mình, xem xung quanh có gì không? Không có. Mình tiêu diệt con này trước. Chết cụ ở đây. Chết cụ ở đây. Chết cụ ở đây. Con Slenderman à. Một con ấm. Nó nhìn anh kìa. Ơi, con gì đó. Ê, anh ơi, chán gì em, anh ơi. Slenderman, Slenderman. Ok. Mình tiêu diệt con này đó. Bộp chờ. Oh my god. Đổ thành cái hồ. Mình có một ý tưởng là mình tạo cái hồ đây và mình sẽ làm một cái nông trại, cái hồ đây mình sẽ nuôi mực. Ý tưởng cũng không hề tồi nhưng mà chưa thực hiện được, chưa biết cách thực hiện thôi. Yeah, đây một con nữa, lại nó lại ôm bom cảm tử. Yeah, ôm vãi cả tèo. Ok, rồi đi tiếp tục đi sang dưới bãi đây, mình thấy một con bên này. Oh, hai con luôn. Nó bảo sao nó đi nhanh vậy vậy? Dạ, mình còn lách vẫn chúng một tên. Chả đỡ. Vãi tèo đâu vậy? Sao mày chạy đâu? Vãi cơn. Vâng. Thế là đúng chứ giờ Mai đã hy sinh. Ok, mình đã tiêu diệt được cũng trên dưới 100 con. Mình xin dừng clip tại đây. Các bạn xem video mình nhớ ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh Siêu Nhân Gameplay nhá. Giờ thì bye bye, hẹn các bạn ở tập sau. Ok.